Hi chào anh em, thì mình là Tây Giáo Liên Quan đây anh em. Thì hôm nay mình sẽ làm về chú cá King Groot. Đó, một vị tướng bị bỏ quên khá là lâu rồi. Theo mình đánh giá ấy, thì vị tướng này nó về lết nó khá khỏe anh em. Có thể cân tay đội cũng được, hoặc là 1v2 rất là ok. Nhưng mà cái đầu trận ấy thì vị tướng này cũng chỉ giống vị tướng Ngộ Không thôi. Rất cần farm. Đó, farm về lết thì bắt đầu mới cân được team. Không chỉ khỏe về khả năng tăng tốc đánh trong phút chốc của vị tướng King Groot này, mà vị tướng này còn mạnh lên ở đặc điểm là có thể gây một lượng sát thương phép rất là nhiều luôn. Đấy, anh em thấy chưa? Đi rừng thì mình chuẩn bật chiêu 2 là lượng sát thương phép nó rất là nhiều rồi. Với cả sau đoạn đánh thứ 3 bắt đầu sát thương phép nó cũng có. Và một đặc điểm nữa vị tướng này là có khả năng hồi phục nó ngang ngửa với Lữ Bố luôn. Ở con này mà nam solo với Lữ Bố về khoản hút máu, mình nghĩ là King Groot ăn đứt luôn đấy. Cứ chém được bao nhiêu nó hồi từng đấy luôn. Và lối phiệu hôm nay mình lên cho vị tướng King Groot thì mình sẽ lên cho King Groot là phiệu đấu khí. Thì phiệu này sẽ giúp sau 10 đòn đánh thì King Groot sẽ được hồi máu anh em. Mà không phải 10 đòn đánh đâu, chỉ cần 5 thôi. Tại vì mỗi lần chém nó tăng cho mình 2 điểm chiến khí rồi. Hôm nay canh Omen một mình ăn được Ryoma rồi. Vì cái kèo Omen với Ryoma này thì mình nghĩ là Ryoma không có cửa ăn Omen đâu. Hai lối phiệu đầu mình sẽ dùng cho vị tướng King Groot này là cái hấp huyết và cố thủ. Cái hấp huyết này để giúp mà khả năng mình nhỉ? Sau khi giết người ấy, mình sẽ được hồi máu và năng lượng. Còn cố thủ là anh em có thể đổi sang cường cộng được. Và mình sẽ lấy cố thủ để lấy một cái lượng kháng hiệu ứng nho nhỏ một xíu cho vị tướng này. Còn về hai lối phiệu phụ mình sẽ dùng thương phản và xuyên tâm để lấy khả năng farm quái rừng nhanh hơn và xuyên giáp ok hơn. Đó thì cái xuyên tâm này mình nghĩ là một gì nhỉ? Nó rất hợp với vị tướng King Groot này luôn. Vì vị tướng King Groot là có thể gây được cả sát thương phép và sát thương vật lý lên lên cái này thì nó tăng cho mình cả hai cái lượng xuyên giáp phép và vật lý. Nó rất hợp với King Groot nha. Rồi, từ từ đứng đây ganh luôn anh bạn Ryoma nào. Rồi ủa một pha chói mù mắt từ vị trí Omen anh ạ. Chói này thì thôi rồi. Ở ông ganh nữa lên đường trên farm tiếp thôi. Đó thì vị tướng này đi ganh thì khả năng ganh vị tướng này rất là thấp rồi. Đấy anh em nào muốn chơi vị tướng này thì tốt nhất là cứ đi farm cho an toàn. Còn đi ganh thì đợi trường hợp team mang hai team nào lao vào ấy thì mình lao vào theo. Cho đi ganh thì vị tướng này không có chiêu nào để khống chế cứng để bắt đầu ganh được tướng địch ấy. Có chiêu làm chậm nhẹ từ cái chiêu 1 thôi. Khả năng ăn xong cái con bùa xanh là mình lại lên ăn rồng thôi. Đó, cứ bục đầu vào farm này, tí về lết bắt đầu mình cân được team. Và nói sơ qua bộ kỹ năng bị tướng King Groot này thì về nội tại bị tướng King Groot tên là áp suất biển sâu thì cho phép là sau khi đánh thường một đòn ấy thì King Groot sẽ được tăng 6-10% tốc đánh và tăng theo cấp tướng. Đó thì cái chiêu này sẽ giúp King Groot một lượng tốc đánh gần như là lớn nhất game rồi. Và cộng dồn 5 lần nha anh em. Rồi tập trung ăn dòng anh em ơi. Rồi đánh nhau làm gì nữa, farm dòng thôi. Rồi mình ra đánh thì đánh được nhưng mà khả năng là không bắt được thành viên nào team địch. Rồi đánh xong rồi team địch nó chạy hết thôi. Rồi Superman ủn rất ghê. Nhưng với cái lượng máu này thì anh chàng Superman chúng ta phải làm xuống thôi. Đó, tiếp tục là chiêu 1 của vị tướng King Groot có tên là sóng tử thần. Thì King Groot sẽ lao lên gây sát thương tướng địch và làm chậm tướng địch. Có cái chiêu này chỉ làm chậm nhẹ thôi anh ạ. Chỉ làm chậm trong khoảng 1,5 giây. Đến khi chơi vị tướng này đi ganh là rất là khó rồi. Rồi anh em tập trung ăn trụ đường mid luôn này. Rồi hai thanh niên team bạn này ra đép rồi anh ạ. Đó, tiếp tục là về chiêu 2 của tướng King Groot này có tên là mâu thần lực. Thì cái chiêu này sẽ cho ta một cái nội tại ngầm là sau đoàn đánh thứ 3 của tướng King Groot này thì sẽ gây sát thương phép. Một lượng sát thương phép rất là nhiều luôn với cả cái tốc đánh của vị tướng này. Rồi được cái mạng đầu tiên rồi. Farm từ nãy giờ bây giờ được mạng của vị tướng theo nát. Và khi kích hoạt được cái chiêu gì nhỉ? Chiêu 2 này thì cái đòn đánh của vị tướng King Groot này sẽ được cường hóa thêm sát thương vật lý và sát thương phép. Đó, lên khi chém thì vị tướng này, nếu vị tướng nào đối đầu với vị tướng King Groot này khi về lết thì mình nghĩ là phải lên cả giáp phép rồi thì mới kháng được.
Chứ không lên một mình giáp vật lý mình nghĩ là hơi căng. Chém liên tục sát thương phép vào vật lý kiểu nó hỗn hỗn tạp luôn ấy. Và tiếp một cái cuối cùng về cái chiêu hai này là cái chiêu này giúp Kingroth một khả năng hồi máu rất đáng sợ. Có mình nhớ là lâng mắc là nó phải hồi được 100 máu khi lâng mắc điểm kỹ năng ấy. Đến khi chơi tướng này thì mình khuyên anh em lên cái chiêu hai đầu tiên nó sẽ mạnh nhất. Và một điều lưu ý là khi Kingroth nó gần hết máu ấy, thì cái hiệu quả hồi máu chiêu hai lên tới 150% hồi máu. Nó rất đáng sợ luôn. Lên những cái kẻ thù nào muốn solo tay đôi với chú cá Kingroth này khi chú cá là ít máu ấy thì cũng phải cân nhắc trước nha. Và cuối cùng là ulti đứng Kingroth này có tên là Ác mộng biển khơi thì Kingroth sẽ tiến vào trạng thái miễn nhiễm khống chế. Rồi từ từ pha mình sẽ bắt được cô nàng Theonat cho anh em xem. Đó, bật ulti bật chiêu 2. Rồi bây giờ khống chế đấy, bắn ulti thì mình cũng chỉ là đi dạo trong ulti của Theonat thôi. Thì cái ulti là đặc điểm lợi nhất là gì nhỉ? Miễn hiệu ứng này và sẽ tăng 80% tốc chạy và giảm dần trong 4 giây. Có lên cái chiêu này khi anh em nào muốn chơi tốt như Nord ấy thì cần căn đúng lúc bật ulti lao vào đội hình team địch thì chả ai khống chế được mình đâu. Nhất là những vị tướng như Ginder, Mina là thôi toang hết anh ạ. Đấy lên khi những cái đội hình nào mà có Kingroth ấy thì anh em hãy cố pick những cái con bài khắc chế cứng luôn, kiểu kể cả nó bật ulti mình vẫn chói được. Kiểu như Arum chẳng hạn này hoặc là Alistar. Đấy Alistar mình thử rồi nha. Kiểu mình bật ulti xong bắt đầu Alistar chói chiêu cuối vẫn được. Rồi pha này thì đừng ngắm nhau thôi. Nhiệm vụ của mình là phá trụ còn nhiệm vụ của Butterfly biến về. Rồi anh chàng Enzo team bạn đang lao vào đội hình team mình. Rồi chạy đâu lấy Enzo ơi. Bây giờ bật chiêu cuối cho Enzo chói thoải mái không hất được đâu. Rồi ra bây giờ ra bọc đầu hai cô làng Laurel và Butterfly. Rồi chạy đâu Butterfly. Ui, Butterfly chạy nhanh lắm anh ạ. Cái vị tướng Kingroth này thì về tốc chạy nó cũng chỉ trung bình thôi. Với cả có một chiêu một để tăng độ cơ động, chứ cần muốn đuổi bắt với vị tướng Kingroth này cũng rất là khó rồi. Có Kingroth gần như là chạy bộ thôi. Và nói lốt về cái đặc điểm của cái ulti vị tướng Kingroth này thì sau khi đánh thường một phát thì mình sẽ được thêm 0,3 giây thời gian kiểu hiệu ứng đấy. Đến trong cái giao tranh em đánh càng nhiều thì cái thời gian hiệu ứng ulti nó càng lâu càng được miễn nhiễm khống chế nó lâu. Đấy mình nhớ không nhầm là 0,3 và tối đa là 3 giây. Nó tăng thêm 3 giây một cái kháng hiệu ứng thì khá là ngon rồi. Rồi tập trung đánh thẳng luôn anh em ơi. Mình bạn 4 người ở đây đợi mình căn phào đẹp đẹp bắt đầu lao vào bắt đầu ulti mình ngon. Rồi chém liên tục người vị trí theo nát này thì theo nát sống sao được, tiếp tục Laurel chém bay màu hết luôn anh ạ. Đấy định là một tín hiệu tốt cho thấy là mình gần lết rồi. Tập trung anh em ơi. Rồi chém rất là lực luôn. Và lối trang bị hôm nay mình lên cho vị tướng Kingroth này thì mình sẽ để dưới màn hình. Thì về lối đầu cho vị tướng Kingroth này ấy, mình sẽ lên cái cung tà ma để lấy khả năng tăng tốc đánh vị tướng này được tốt hơn anh ạ. Còn về slot thứ hai thì vị tướng này là một vị tướng không cần kháng hiệu ứng rồi, nên mình sẽ lên thẳng luôn cho vị tướng Kingroth này là cái giày hộ vệ để khả năng chống chịu ở những cái tướng sốc đêm mạnh. Rồi pha có vẻ hơi sai sai rồi. Bốn thành viên team địch đây bắn lực quá. Rồi khả năng hy sinh rồi. Còn nói tiếp về lối trang bị của tướng Kingroth này thì về slot 3 mình sẽ lên cho Kingroth là cái chùy cổ. Thì cái này là chính là gì nhỉ? Cái lối đồ nhỏ của cái phước kiếm ấy. Thì cái này sẽ giúp sau khi đánh thường mình sẽ tăng tốc chạy. Và mình sẽ giúp Kingroth tăng thêm khả năng cơ động khi bắt vào những vị trí AD này hay pháp sư. Đấy một cái slot không thể thiếu Kingroth anh em đi đường hay đi lên cái món đồ này đều hợp nha. Còn đến slot thứ tư mình sẽ lên cho Kingroth được cái nanh Phoenix. À quên, cái kiếm Phoenix chứ nhỉ. Hai cái món đồ giống nhau anh ạ. Cái kiếm này là sẽ giúp Kingroth chém theo phần trăm máu. Chém liên tục thì cái khả năng dốc máu của vị tướng này nó rất là nhanh luôn. Còn về slot thứ mấy nhà thứ 5 mình sẽ lên cho Kingroth là cái rìu Hyoga. Thì cái rìu này sẽ kết hợp với cái chùy cổ tạo một món đồ rất là hoàn hảo luôn. Chém vào tướng địch thì tướng địch giảm tốc mình được tăng khoảng bao nhiêu nhỉ? Cái chì rìu Hyoga này sẽ giúp mình tăng 10% tốc chạy này, còn cái chi cổ giúp mình tăng 10% tốc chạy, tổng cộng sẽ có 20%. Nó giảm 25 tốc độ chạy của tướng địch và tăng 20% tốc chạy cho mình. Đó, slot khá ngon nha. Và cuối cùng là vài cái slot cuối cùng mình sẽ lên cho vị tướng Kingroth đây là cái găng tay hacker để khả năng lật kèo những vị tướng khi solo tay đôi ấy. Đó, rất là ok. Và về lết thì anh em đừng bán cái dìu nha, anh em lên thẳng luôn cho mình là cái sốc kiếm.
Đó, bây giờ cái phiếu học tiếng nó sẽ có luôn cái lỗi tại của chỉ cổ rồi chứ không phải như ngày xưa nữa anh ạ. Rồi, khả năng bây giờ mình ăn được team bạn rồi. Đó, chém rất là lực. Rồi, bay hộ cái Laurel ấy. Đó, bây giờ lên xong cái chiếm Phanix rồi, có khả năng là nết được rồi. Rồi, thanh niên Enzo kéo mình về biểu hiện xin chết. Đó, cứ gần hết máu chém thì hồi lại full cây. Và như mọi lần thôi anh ạ, nếu cách chơi, cách đánh sẽ luôn cách khắc chế vị tướng này. Như đầu video nói thì dùng con bài chó anh được này. Và anh em thể lên cái đao trường, sách trường thì khắc chế vị tướng này cũng rất ok nha. Và video mình đến kết thúc nha anh em. Nếu anh em nào thì hãy cho mình một like và một đăng ký kênh để ủng hộ mình dạng video tiếp theo hơn nha. Bye bye.